không có wifi. Đây có wifi nhà mà không chịu quay. Xin thưa các bạn, trận đấu sắp diễn ra là kèo 3-3 đánh xả. Bên đây gồm có Tuấn Chim, Hỏi và Lưng. Bên kia ba gồm có Linh, Tâm Đông, Văn Rồi và Thổi. Sẽ bắt đầu điểm 0-0. Ôi, tôi hay quá. Tem bên đây là tem Thanh Bình, tem bên kia là tem Tam Nông các bạn. Điểm 1-0. Mày có không mà? Cá hai mày có gì đây? Pha bể y quá đẹp nhưng bóng ngoài xích sau. Tiếp tục nâng điểm số cho Thanh Bình. 2-0. Một pha đánh bóng thấp tay ở bên tèm Tâm Đông, điểm cho Thanh Bình 3-0. Điểm cho Tâm Đông 1-3. Và chỉ lấy bóng tốt của Tuấn Chim. 4-1 cho Thanh Bình. Phó bảo khó chịu của Hỏi Thanh Bình làm khó Văn Rồi các bạn. 5-1 cho Thanh Bình. Pha đá bóng quá đẹp của Văn Rồi. 2-5 cho Tâm Nông. Bóng ngoài. Tiếp tục nâng điểm số cho Thanh Bình 6-2. Điểm cho Tâm Đông 3-6. Pha cho bóng tốt của Linh 4-6 cho Tâm Đông. Một pha sẽ vừa quá đẹp của Văn Rồi, 5-6 cho Tâm Nông. Rồi, được rồi. Quá đẹp. Một pha gà tài quá quy lực của Hỏi. 7-5 cho Thanh Bình. Phát bốn ngoài. Điểm cho Tâm Đông 6-7. Phải xử lý lỗ tốt của Linh. 7 điều cho Tâm Đông. Ôi,
tứ chia đội cũng tốt. Điểm cho Thanh Bình 8-7, hai bên đổi sao? Quá đẹp. Ngoài bóng quá đẹp của Linh, điểm cho Tâm Nông. Bình bồn luôn, bình 8 điểm. Bình luôn, ai lấy 8 đi, cày á. Bên kia đá nè. Tôi bên Hòa Bình đó. Quá tốt của con rồi. Điểm Tâm Long 98. Lấy không? Không lấy. Lấy. Rồi anh Mộc rồi sân phạm 2. Cũng gì bên mình ở đâu anh được chứ. Ông Mộc luôn đi rồi tôi Mộc. Mình bên đây nè, bên mẻ bên nè. Không giảm thừ. Không trời. Giờ tôi hỏi ông là bánh bóng không nát ra 4 điểm nào không nát ra được nữa. Đó. Đó. Điểm Tâm Long 18. Quá đẹp. Và là bóng quá đẹp của Hỏi. Điểm cho Thanh Bình 90. Mười một chín. Qua phòng thủ quá xuất sắc của Văn Rồi nhưng bóng không qua lưới. 10-11 cho Thanh Bình. Bài lý quá tốt của Văn Rồi. 12-10. Hoài cái ly bóng tốt của Hỏi 10-11-12. Phát bóng lỗi 13-11. Phải bóng tốt của Hỏi 12-13. Tốt quá. Chị hay quá đẹp. Pha đập bóng quá đẹp của Linh luôn. Điểm cuối 14-12.
đập bóng ngoài. Kết thúc trận đấu tem của Tâm Long là chiến thắng được tem của Thanh Bình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.